Thôn vệ Tinh không tập 530 và tập 531, một bước cuối cùng, bí thuật thần nhãn, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thời gian không gian chấn động. Sâu hơn trên con đường thần lực chân thần, La Phong trở xuất hiện. Hả, La Phong lướt mắt nhìn quanh, sông. Phía trước vẫn chỉ là thông đạo, hai bên thông đạo vẫn chỉ là vô số vách tường nối nhau. Trước mắt lại là chắn đường thông đạo rộng lớn lại là một con sông. Đây là... La Phong đứng trên bờ sông, lăng không khiếp sợ nhìn xuống dưới thần lực vừa cảm ứng liền đã phát hiện ra trong dòng sông lại ẩn chứa thần lực vô chủ mãnh liệt vô tận cũng như thần lực vô chủ trong hải dương quy luật của vũ trụ nguyên thủy hoàn toàn có thể thu nạp sử dụng cho bản thân lại là thần lực vô chủ mà có nhiều như vậy la phong hơi kinh hỉ phải biết là độ cao thần thể mình đã tới 10 vạn km thông đạo này cao ước chừng trên một ức km về phần chiều dài cũng mấy trăm ức km thông đạo khổng lồ như thế gần như một nửa đều tràn ngập thần lực ngưng kết thành sông thần vương bệ hạ lưu lại tại đây nhiều thần lực vô chủ như vậy la phong suy nghĩ người đến sao tới đây tìm hiểu một khi hiểu được thần thể đột phá tự nhiên cần thần lực để bổ sung chẳng lẽ là nguyên nhân này bất luận nguyên nhân gì có thần lực không thu là ngu giáo la phong động tâm ý nhất thời dòng thác thần lực phía dưới mãnh liệt bị la phong hút đi lúc trước ô khải lâu từ tầng thứ nhất tới tầng thứ ba la phong cũng đích xác tiêu hào mất không ít thần lực đặc biệt là phân thân kim giác cự thú vì bản tôn người địa cầu lúc trước đột phá tới gen sinh mạng 16.000 lần để bổ sung thần lực cho bản tôn người địa cầu, thần thể phân thân kim giác cự thú luôn rất ít thần lực. Đã có nhiều thần lực như vậy thì cứ tận dụng, làm thân thể ta đạt tới mức cao nhất mà cấp độ gen sinh mạng bây giờ cảm ngộ thôi, La Phong không còn do dự nữa. Thần thể, trọng tổ, La Phong mắt lóe sáng. ầm bản tôn người địa cầu La Phong trong nháy mắt hoàn toàn giải thể, hóa thành thần lực mênh mông cuồn cuộn kết cấu sinh mạng mỗi một phần thần lực lần nữa được cải tạo sau đó âm ầm nhanh chóng ngưng kết hóa thành bản tôn người địa cầu phù chung quanh thần thể la phong điên cuồng hút vào làm thần thể nhanh chóng bổ sung cùng lúc Phần thân kim giác cự thú cũng thần thể trọng tổ lập tức bổ sung thần lực một lát sau tất cả dừng lại cấp độ gen sinh mạng thần thể ta bây giờ đã đạt tới ước 28.000 lần nhưng còn cách mục tiêu rất xa la phong thầm nói lúc trước trên đường xuất phát đến thần vương cốc u hải vô tận trong vũ trụ nguyên thủy xa xa lần đầu tiên tìm được vô số máu lần giáp bộ lông chân thần đẳng đã hành động đột phá ngộ ra kết cấu sinh mạng có 16.000 lần cấp độ gen sinh mạng một thời gian kế tiếp khi la phong đang tới đây đặc biệt là ở tầng 3 ô khải lâu chờ đợi nhóm quân sĩ khác trong không gian tu luyện với vạn lần thời gian gia tốc la phong liên tiếp đột phá cuối cùng đạt tới 28.000 lần cấp độ gen sinh mạng xem như trong thời gian ngắn tới bình cảnh Lúc này La Phong tự nhiên nhân cơ hội thu nạp thần lực, đạt tới trạng thái thần thể mạnh nhất của mình. Kỳ thật có bí pháp thiên phú sáng tạo, có vô số máu bộ lông lân giáp của chân thần, đều chưa từng đạt tới 3 vạn lần của giai đoạn đầu tiên, La Phong kỳ thật vẫn hơi thất vọng. Dù sao 3 vạn lần chỉ là giai đoạn đầu tiên mà thôi. Sinh mạng đồ, La Phong đạp trên con sông thần lực, nhìn những hình nổi sinh mạng phức tạp hơn hai bên vách tường. Loại huyết nhục, loại đá, loại năng lượng, loại kim loại, loại thực vật, các loại hình nổi sinh mạng, cấp độ gen sinh mạng từ hơn một vạn lần tới 3 vạn lần. La Phong nắm rất nhanh những sinh mạng đồ của sinh mạng loại huyết nhục, về phần những thứ khác thì chậm hơn. La Phong căn bản chủ động theo loại huyết nhục, tạm thời bỏ qua những loại khác. Đương nhiên, lúc nghiên cứu loại huyết nhục cũng sẽ làm La Phong hiểu được sinh mạng khác. Thời gian qua đi, La Phong vừa nghiên cứu sinh mạng đồ thì ở vũ trụ nguyên thủy xa xôi, U Hải Vô Tận cũng đang nghiên cứu, còn tại truyền thừa không gian, bên trong không gian tu luyện phân thân kim giác cự thú cũng lần lượt thí nghiệm vẻn vẹn chỉ thứ 15 ngày tự nhiên la phong đạt được đột phá làm cấp độ gen sinh mạng của mình tăng vọt thẳng tới 32.000 lần chủ yếu là cơ sở la phong vốn tốt vốn đã đạt tới 28.000 lần lúc này hơi xúc động cảm ngộ một chút là tự nhiên đột phá tiến vào mức 3 vạn lần gen âm la phong nguy nga con sông chung quanh mãnh liệt vườn quanh hắn không ngừng tràn vào trong cơ thể thần thể giai đoạn đầu tiên độ cao thần thể tăng vọt gấp 10, đương nhiên phải đủ thần lực, liên tục được hút vào. La Phong chẳng mấy chốc đã tăng vọt tới độ cao trăm vạn km, đến cả phân thân kim giác cự thú cũng đồng dạng đạt tới chiều dài trăm vạn km. Ha ha! La Phong cười lớn, đứng ở cuối thông đạo con sông, cũng là một cánh cửa gỗ, trên cửa gỗ cũng là một sinh mạng đồ khiếm khuyết. Vẫn sinh mạng loại huyết nhục, La Phong thầm nói, chẳng lẽ thần vương bệ hạ đặt ra cửa gỗ khảo nghiệm là căn cứ vào tính chất của quân sĩ vào đây? nếu là quân sĩ loại thực vật đi vào cửa gỗ khảo nghiệm sẽ là sinh mạng đồ cường giả loại thực vật la phong cũng không do dự rất nhanh bổ sung sinh mạng đồ này sinh mạng đồ chính là cấp độ gen sinh mạng ba vạn lần la phong hơi suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giải quyết oanh cửa gỗ bắn ra quang mang màu xanh bao phủ lấy la phong đưa la phong truyền tống thẳng tới con đường chân thần sâu hơn trước mắt la phong trở xuất hiện lại là một con sông thông đạo hai bên vẫn chỉ là vách tường chỉ là con sông thông đạo rộng lớn và sâu hơn nữa hình nổi sinh mạng hai bên vách tường cũng phức tạp khổng lồ hơn nữa đoạn thứ nhất là sinh mạng hoàn mỹ đoạn thứ hai là một vạn lần tới ba vạn lần đoạn thứ ba hẳn là từ ba vạn lần tới sáu vạn lần la phong lướt mắt nhìn liền cảm thấy thâm ảo huyền diệu vô cùng hai đoạn thông đạo trước kia do bản thân ta đã có cơ sở do đó dễ dàng thông qua đoạn thông đạo này sợ là không dễ dàng như vậy la phong bay về phía trước lập tức nhìn vào đồ hình sinh mạng loại huyết nhục đầu tiên phía bên phải. Dựa theo La Phong suy đoán, đây là sinh mạng đồ có cấp độ gen sinh mạng chừng 35.000 lần, song chỉ một sinh mạng đồ cũng đã vây khốn La Phong, có rất nhiều thứ không hiểu, không thể giải thích. Ngộ không ra, nhìn cũng chỉ nhìn xuông, nhắm mắt lại cũng không thể nhớ. Chỉ có hiểu được mới có thể nhớ. La Phong tạm thời bỏ qua chủng loại sinh mạng khác, chuyên môn dán mắt nhìn sinh mạng loại huyết nhục. Đồ án đầu tiên la phong đứng trên con sông không nhúc nhích mất trên ba tháng khi hắn nhìn thì u hải vô tận trong vũ trụ nguyên thủy thi triển bí pháp thiên phú sáng tạo để quan khán máu lân giáp bộ lông của những chân thần còn phân thân kim giác cự thú thì dựa vào vạn lần thời gian gia tốc không ngừng nghiên cứu phân tích nhìn như trên ba tháng kỳ thực đã mất mấy ngàn năm cuối cùng cũng hiểu được bức đồ họa thứ hai la phong đứng nhìn hơn một tháng bức đồ họa thứ ba la phong nhìn hơn nửa năm La Phong chỉ dán mắt nhìn sinh mạng đồ sinh mạng loại huyết nhục, từ thấp tới cao, sau đó dùng bí pháp thiên phú sáng tạo của U Hải vô tận quan khán kết cấu sinh mạng đối ứng của một vài chân thần để cẩn thận nghiên cứu. Dưới vạn lần thời gian gia tốc, không ngừng nghiên cứu ý nghĩa biến hóa khác nhau giữa của các loại sinh mạng đồ. Huyền diệu, tựa như sáng tạo bí pháp. Còn cấp độ gen sinh mạng La Phong nắm giữ cũng không ngừng tăng lên. Một năm rưỡi, cấp độ gen sinh mạng La Phong đã tăng vò tới 4 vạn lần. Mất ước 80 năm, đạt tới năm vạn lần. Nhưng hơn một ngàn năm sau, La Phong vẫn còn kẹt ở đoạn này, luôn không có cách nào đột phá. La Phong không bỏ được. Con đường chân thần này tuyệt đối là bảo địa vô cùng chân quý. Dù sao đến cả đoạn Đông Hà nhất mạch cũng không hề có một loạt sinh mạng đồ tường tận như vậy. Mình phải quan khán tìm hiểu tại đây. Bởi vì một khi rời khỏi, nếu không hiểu được sẽ quên ngay, căn bản không thể nhớ lại. Một kỳ nguyên Nhiệm vụ phong hào dài nhất cấp cho thời gian một kỳ nguyên. Khi đến một kỳ nguyên, sẽ không còn nữa ta phải hết sức, hết sức trong một kỷ nguyên thu hoạch nhiều hơn. Sinh mạng đồ chân quý như thế, tất cả đều để trước mặt ta, tùy ý cho ta quan khán, mà ta còn có bí pháp thiên phú sáng tạo, hai đại ưu thế này trợ giúp, nếu ta bỏ qua cơ hội lần này, sau này không biết còn phải mất trăm vạn lần, thậm chí lâu hơn nữa, cũng không nhất định có được thu hoạch lớn như lúc này, La Phong cũng không dám buông lòng chút nào. Ngoài Âu Khải Lâu, Vèo, một quân sĩ đã được đưa ra tầng thứ ba cung điện màu xám bạc bên cạnh ô khải lâu bên cạnh lan can đang có bốn bóng người ai nấy đều nhìn xuống tên lính vừa bị tống xuất ra bên trong ô khải lâu những quân sĩ khác đều sẽ bị tống xuất ra kỳ hạn họ dừng lại ở tầng thứ tư đã hết nhưng quân sĩ ngân hà thành tựu rất cao vẫn có thể ở lại lâu hơn chỉ là không biết hắn bây giờ trên con đường thần lực chân thần đã có thu hoạch bao nhiêu rồi thống lĩnh lực lưỡng cảm thán nói ba thống lĩnh khác cũng nhìn ô khải lâu họ nhìn không thấy bên trong nhưng họ hiểu rõ quân sĩ ngân hà đã vào sâu trong con đường chân thần vậy có nghĩa là có thể tiến vào tầng thứ năm rồi tiếp tục lên cao nữa cả nhiệm vụ phong hào dài nhất một kỳ nguyên còn ô khải lâu tầng thứ tư thì hắn nhiều nhất chỉ có thể ở lại nửa kỳ nguyên chẳng biết nửa kỳ nguyên hắn có thể thu hoạch được bao nhiêu bản thân la phong lại chẳng biết gì hắn không biết trong con đường chân thần nhiều nhất chỉ có thể ở lại nửa kỳ nguyên kỳ thật dù biết cũng không làm gì được vì hắn đang đem hết toàn lực tìm hiểu tìm hiểu điên cuồng vào năm 4200 trên con đường chân thần, cả thông đạo gần như đã tới sinh mạng đồ khổng lồ cuối cùng. La Phong đứng đó không nhúc nhích, hắn đã đứng đó trên 2.000 năm rồi. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, vốn đang cao mày, hắn chợt giãn ra, rất thoải mái. Một khi cảm ngộ, sáng tỏ thông suốt, thì cảm giác sáng tỏ này vô cùng tuyệt vời. Thật ra là như thế, La Phong cười to. ầm, thân thể trong nháy mắt phân chia, sau đó mỗi một phần thần lực phát sinh kịch biến lập tức ầm ầm ngưng kết lại đồng thời dòng sông chung quanh mãnh liệt cuộn trào ngưng tụ lại một thần thể sừng sững không ngừng lớn lên chẳng mấy chốc hai chân la phong đạp trên mặt đất thông đạo đầu gần như chạm điểm cao nhất thông đạo la phong thần thể đã đạt tới cao một ước km cấp độ gen sinh mạng đã đột phá 6 vạn lần thân hình khổng lồ trên một ước km nhưng không có gánh nặng chút nào không giống những sinh mạng khổng lồ vốn khó có thể di động lúc này gen sinh mạng la phong đã cao 6 vạn lần thần thể khổng lồ như thế nhưng tốc độ linh hoạt lại mạnh hơn rất nhiều bản tôn người địa cầu phân thân kim giác cự thú tất cả đều đạt đến trạng thái cực hạn một đoạn cuối cùng la phong nhanh chóng thu nhỏ lại đi đến trước cửa gỗ mất chút thời gian đã bổ sung cho sinh mạng đồ khiếm khuyết giao thanh quang chiếu rọi chuyển tống la phong tới đầu kia trước mắt là một đường thông đạo hai bên là vách tường thông đạo bên trong thông đạo không có dòng thác thần lực trên vách tường cũng không có đầu nối hoàn toàn trống rỗng trống rỗng la phong kinh ngạc la phong nhìn vách tường hai bên thông đạo trước mắt không có tiêu bản nào không có sinh mạng đồ nào cả trống rỗng ý gì đây chẳng lẽ nói đoạn sinh mạng đồ này tuyệt nhiên không phải hình thức tiêu bản la phong nghi hoặc đi dọc theo thông đạo tiến sâu vào trong cẩn thận quan sát tất cả dấu vết trong thông đạo tìm đầu dây mối nhợ không tìm thấy không có gì cả đột nhiên tai la phong giật giật thấp thoáng chung quanh có thanh âm kỳ ảo vang lên từng đợt thanh âm kỳ ảo rất nhỏ bé nhưng đâu đâu cũng có dần dần thanh âm lớn lên hơn nữa không gian xung quanh cũng hiện lên nhiều điểm điểm sáng ánh lên hắc quang vô số điểm sáng bắt đầu ngưng tụ trước mặt la phong thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn đây là một thân ảnh mơ hồ ánh lên hắc quang nhìn như bình thường nhưng lại làm cho la phong không tự chủ được phải sinh lòng sùng bái thân ảnh mơ hồ quay lưng về phía la phong có thể tới đây người đã cách trung cực chân thần có một điểm cuối cùng thôi nhớ kỹ con đường chân thần muốn đạt đến cực hạn. Thân ảnh mơ hồ từ từ nói. Phải dựa vào mình. Hy vọng người có thể đăng đỉnh ô khải lâu. Thân ảnh mơ hồ hơi liếc nhìn La Phong, rồi lập tức tiêu tán. La Phong đứng sững sờ, bóng người đó căn bản không thấy rõ, mình cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn. Nhưng trước mặt bóng người đó, hắn vẫn lại sinh ra tâm lý sùng bái. Có một loại ham muốn, vì ông ta mà chiến đấu, vì ông ta mà quên mình phục vụ. Đây vẻn vẹn chỉ là một luồng ý thức giả định ra la phong hơi chấn động tuyệt đối tuyệt đối mạnh hơn đoạn đông hà tiền nhiệm nhiều lắm đoạn đông hà đời trước cũng đã chết từ lâu nhưng lại lưu lại ý thức giả định hình thành tấm thân năng lượng tuyển ra người nhận truyền thừa cuối cùng mới chủ động vỡ nát ý thức giả định theo lý thuyết tuyệt nhiên không phải sinh mạng nhưng cũng ẩn chứa toàn bộ ký ức ký ức bản thân chính là một loại sức mạnh khi thông hiểu tất cả ký ức thông hiểu tất cả các quy luật hỗn độn tự nhiên rất khác thường như vừa rồi chỉ là một ý thức giả định là Phong phòng chừng đó là ý thức mà thần vương bệ hạ lưu lại. Vẹn vẹn chỉ là ý thức giả định, đã làm cho mình có cảm giác muốn quên mình phục vụ. Nếu là thần vương bệ hạ tự mình ở đây thì sao? Hẳn là, hẳn là thần vương bệ hạ. Ô Khải Lâu, chính là thần vương bệ hạ kiến tạo, đặc biệt là con đường chân thần, sinh mạng đổ lại càng chân quý vô cùng. Đoạn đông hà nhất mạch ta cũng không hề có, cường giả dưới trướng thần vương bệ hạ bình thường cũng không có tư cách tiếp xúc. Có thể lưu lại ý thức giả định ở đây mười thì tám chín là thần vương bệ hạ. La Phong nhất thời cảm giác được. Nhiệm vụ phong hào này rất không bình thường. Lúc tiếp nhiệm vụ phong hào, La Phong thuần túy là vì bảo vật dòng cơ giới cường đại ô khải thần, cùng với việc muốn tôi luyện bản thân một chút. Nhưng những bức sinh mạng đồ xuất hiện trên đường chân thần làm La Phong vô cùng kích động, đến lúc này bình tĩnh xuống, mới phát giác có gì không đúng. Sinh mạng đồ chân quý như vậy, nhân vật cỡ như tổ sư đời thứ ba cũng chưa từng tìm được. Thần vương bệ hạ tấn chi thế giới há có thể dễ dàng ngoại truyền. Bây giờ tới điểm cuối cùng, thấy xuất hiện một ý thức giả định, càng làm cho La Phong cảm giác được không hợp lý. Hơn nữa vật khổng lồ trong vũ trụ hài, nếu ta đoán không sai, chính là thần vương bệ hạ đã chết. Thần vương bệ hạ chết rồi. Trước khi chết đã kiến tạo Khải lâu, tạo ô khải thần xong, lại đặt ra nhiệm vụ phong hào. Trong đầu La Phong trong nháy mắt lóe lên vô số ý nghĩ. Đột nhiên, âm. Đột nhiên một luồng sáng chiếu xuống bao phủ la phong vèo la phong đã biến mất trong thông đạo ô khải lâu tầng thứ năm đây là một khoảng thế giới băng tuyết soát la phong xuất hiện hả la phong nhìn thế giới băng tuyết vô tận chung quanh hẳn là tầng thứ năm ô khải lâu rồi trên mặt la phong hiện lên nụ cười rạng rỡ thu hoạch tầng thứ tư quá lớn mình tiến vào tấn chi thế giới dự liệu một vài thu hoạch cũng không lớn được như thu hoạch ở tầng thứ tư lần này bốn nghìn năm thân thể mình đã đạt tới đoạn cấp hai sáu vạn lần gen sinh mạng cách cấp độ gen 9 vạn lần còn có một đoạn cuối cùng. Ý thức giả định hư hư thực thực của thần vương bệ hạ, nói là con đường chân thần, muốn đạt cực hạn, phải do bản thân. La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Trừ thu hoạch về thần thể, phần cuối cùng ở tầng thứ tư cũng làm cho La Phong ý thức được. Nhiệm vụ phong hào này tuyệt nhiên không phải một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, mà còn ẩn chứa đại bí mật. Vật khổng lồ thần vương bệ hạ hư hư thực thực, sao lại chết, phiêu bạt trong vũ trụ hải ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chủ động dẫn dắt chúng ta là vì sao hạo lôi tinh chủ trước khi chết hoàn toàn sử dụng sức mạnh tương phản nó tới từ đâu trong lòng có la phong xuất hiện rất nhiều nghi hoặc trong cung điện màu xám bạc gần ô khải lâu bốn thống lĩnh đóng ở thần vương cốc thời gian đằng đẵng đều đang ngồi trên vương tọa chờ đợi vì la phong ở sâu trên con đường chân thần nên họ không thấy được động tĩnh gì chỉ có thể đợi dao quần sáng một mạch lơ lửng bề ngoài đột nhiên xuất hiện một cành ô khải lâu tầng thứ năm trên vương tọa bên trái trong hắc vụ chuyển ra thanh âm kinh hỉ hắn tiến vào tầng thứ năm rồi còn chưa tới nửa kỷ nguyên hắn đã tiến vào tầng thứ năm rồi bất luận như thế nào hắn cũng phải bắt đầu từ tầng thứ năm tới tầng thứ bảy nữ thống lĩnh giáp bạc nam thống lĩnh lực lưỡng thống lĩnh dị thú thống lĩnh hắc vụ bốn người đều có vẻ kích động chờ mong cũng không biết quân sĩ ngân hà đó có xông qua ba tầng này để tiến vào tầng thứ tám không tầng thứ năm tầng thứ sáu tầng thứ bảy ba tầng này tuy trợ giúp cường giả nhung cũng khá khó hàng loạt quân sĩ tinh anh trên thế giới tuy không ít người đều thể xông qua tầng thứ năm nhưng phần lớn đều bị đào thải ở tầng thứ sáu thậm chí tầng thứ bảy bị đào thải gần hết có thể xông tới tầng thứ tám trước nay mới chỉ có một người ba tầng này đích xác cực khó quân sĩ ngân hà đích xác rất mạnh rất có hy vọng liên tục xông qua ba tầng tứ đại thống lĩnh đều chờ đợi ô khải lâu ẩn chứa đại bí mật như tầng thứ 8, tầng thứ 9, tứ đại thống lĩnh căn bản cũng nhìn không tới, không biết bao nhiêu quân sĩ tinh anh các thế hệ đã từng có một người rất mạnh lên tới tầng thứ 8, cuối cùng đối mặt với tầng thứ 8 đã thất bại, tầng thứ 8 cũng là cửa ải khó cuối cùng, một khi thành công vượt qua tầng thứ 8 là đang đỉnh tiến vào tầng thứ 9. Chỉ cần đăng đỉnh, đó là thành công, đã được gia phong. Ô Khải lâu tầng thứ 5, thế giới băng tuyết mênh mông. La Phong nhìn quanh. Có ai theo ta không? La Phong suy nghĩ. Những quân sĩ đâu? Lúc đó có 15 quân sĩ tới được tầng thứ tư. Âm. Um, chung Trung quanh gió tuyết đột nhiên cuộn tới, bao phủ lấy La Phong, một thanh âm già nua vang lên trong đầu La Phong. Quân sĩ Ngân Hà, những quân sĩ khác tất cả đều bị đào thải, từ tầng thứ năm trở đi, chỉ có một mình ngươi, ở tầng thứ năm, có một đối thủ cường đại, ngươi chỉ cần đánh bại hắn là tiến vào tầng thứ sáu, thất bại, phải ly khai ô khải lâu. La Phong thầm gật đầu, chỉ có ba tầng đầu có nguy hiểm tử vong, bây giờ bắt đầu không có nguy hiểm tử vong nữa rồi. Hả? La Phong nheo mắt, nhìn ra xa. Xa xa trong gió tuyết, thấp thoáng đi tới một thân ảnh, hắn mặc áo bào trắng, bước chậm, nhìn như chậm rãi, nhưng vẫn không ngừng tới gần. La Phong thấy rõ, nam tử áo trắng đi tới có khuôn mặt tuấn Mỹ, nơi ấn đường có một nốt ruồi đỏ, mặt mỉm cười. Tai hơi dày, hâm mộ nhìn La Phong. Quân sĩ Ngân Hà, năng lượng của ta sẽ giống ngươi, ngươi đã sở trường đao pháp, ta sẽ dùng đao pháp đấu với ngươi một trận nam tử áo trắng duỗi tay những bông tuyết chung quanh điên cuồng tụ tập nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh băng đao đồng thời nam tử áo trắng cả bắt đầu tản ra chiến ý ngút trời thậm chí thấp thoáng hắn tựa như biến thành một thanh chiến đao chiến ý cường đại đang không ngừng ép lên la phong đao bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất la phong duỗi tay lập tức xuất hiện huyết ảnh đao đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào đối thủ chiến ý cường đại không thua gì đối thủ rất tốt nam tử áo trắng nhếch mép cười tiếp ta đao đầu tiên dao thân ảnh nam tử áo trắng như quỷ mị đao ảnh ẩn hiện những luồng đao ảnh liên tiếp xuất hiện cơ hồ trong nháy mắt trước mặt la phong liền đã xuất hiện vô số đao ảnh như rơi vào một thế giới đao ảnh vô số đao ảnh làm la phong có cảm giác không thể ngăn cản được huyễn cảnh há có thể mê hoặc được ta ý chí trong đầu la phong hét lớn một tiếng nhất thời tất cả tiêu tan một luồng đao ảnh đã tới trước mắt la phong trang bằng đao và huyết ảnh đao va chạm nam tử áo trắng lập tức bị chấn động đến mức bay ngược ra xa, xa. đao thứ hai nam tử áo trắng dùng tốc độ nhanh hơn bay tới giống như điên loạn khí thế ngút trời như một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt đao thế nghịch thiên uy thế vô tận bổ ra cú bổ xuống làm thế giới như chia làm hai nửa phong huyết ảnh đao của la phong rung lên lúc này một luồng đao quang tinh tế nghênh đón sau đó nhanh chóng to ra khi hai người đồng thời giao tiếp đao quang lập tức hóa thành một thế giới nhỏ bao lấy đao quang của đối phương thế giới nhỏ bị xé rách hai đạo ánh đao va chạm đao thứ ba nam tử áo trắng gầm lên thân thể xoay tròn trong nháy mắt đã biến thành một trận cuồng phong đao thứ chín đao thứ ba mươi sáu đao chín mươi chín đao một trăm sáu mươi ba nam tử áo trắng như điên một đao bị ngăn cản là lập tức lại thi triển một loại đao pháp khác một loại đao pháp đều khác nhau nhưng la phong ngay từ đầu còn toàn lực ứng phó nhưng sau này lại vô cùng kích động đến càng lúc càng tựa như mê muội lần lượt ứng đối giao chiến lại lại là như thế la phong hiểu ra tầng thứ năm đâu phải là chiến đấu căn bản là phần thưởng chẳng trách nói từ tầng thứ tư trở đi sẽ là phần thưởng trước mắt nam tử áo trắng thi triển đao pháp căn bản là dẫn dắt la phong thông qua phương thức giao chiến với nhau, dẫn dắt cho La Phong. Đao pháp của nam tử áo trắng tất cả đều có thể phân chia ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian, tổng cộng 10 đại quy luật cơ sở. Quy luật hỗn độn tuy huyền diệu không lường được, từ chân thần trở lên sẽ theo đuổi quy luật hỗn độn. Nhưng tất cả thì căn bản nhất vẫn là 10 đại cơ sở quy luật. Bất luận quy luật dung hợp, diễn biến vũ trụ, 10 loại quy luật đơn giản nhất vẫn là cơ sở. Mặc dù là cơ sở, nhưng những tìm hiểu giải thích của La Phong cũng rất giản lược, còn Đao pháp Nam Tử áo trắng trước mắt, chỉ cần nói về quy luật kim, cũng đã bày ra tới 16 đao, mà ý cảnh mỗi đao đều khác nhau, cấp độ mỗi đao đều có thể được xem là cấp 6 đỉnh cao. Đây là một việc khó tin như thế nào chứ? Một loại cơ sở quy luật, có thể sáng chế ra đao pháp nghịch thiên như thế. Chỉ cần giao thủ, cũng đã làm cho lý giải của La Phong về 10 đại cơ sở quy luật tăng vọt, một lần giao thủ còn hữu hiệu hơn cảm ngộ trên vạn kỳ nguyên, La Phong há có thể không kích động. Đào thứ 233 Đào pháp của nam tử áo trắng làm La Phong vô cùng thán phục, đào pháp đều là cấp độ cấp 6 đỉnh cao, đối với La Phong mà nói cũng không quy hiếp gì, nhưng dù sao chỉ cần dựa vào quy luật cơ sở mà sáng chế cũng đã làm cho La Phong vô cùng khâm phục chấn động. Một mặt chiến đấu với nam tử áo trắng, một mặt phân thân kim giác cự thú ở chuyển thừa không gian tu luyện, dựa vào vạn lần thời gian gia tốc, cũng không ngừng mài giũa từng chiêu đao pháp. Đao 360 Khi đao thứ 360 bị La Phong đánh lui, nam tử áo trắng lại thối lui ra xa, đứng trên mặt tuyết, tạm thời dừng lại. Hả? La Phong giật mình, dừng lại à? Đã 360 đao rồi mà không làm gì được ngươi, vậy tiếp ta đao pháp mạnh hơn đi. Nam tử áo trắng nói, băng đao trong tay trong nháy mắt lóe lên, trong nháy mắt thoáng xuất hiện một con dị thú gầm lên. Đó là con dị thú như thằn làn một sừng, La Phong nhìn mà kinh hãi biến sắc, kim chi thần thú. Giống. Băng đao vừa xuất hiện, lập tức hiện ra kim chi thần thú gầm lên thê lượng điên cuồng vô cùng. Nó cúi đầu, sừng nhọn chĩa về phía trước, tựa như thiêu đốt sinh mạng vọt tới. Âm. Trong hư không lưu lại một luồng kim quang. Giáo. Thủy hỏa chi quang trói mắt lóe lên, ngăn trở luồng đao quang thê lương này. Quy luật xung hợp kim không? La Phong trong lòng kinh hãi. Đao pháp cấp 7. 360 đao trước, mỗi một đao đều vẹn vẹn chỉ ẩn chứa một loại quy luật cơ sở, mỗi một đao đều là cấp 6 đỉnh cao, tương đương với niết bản tân sinh. Còn lúc này đao thứ 361 lại là quy luật dung hợp quy luật kim không, uy năng cũng đạt tới cấp 7. Làm cho La Phong cũng phải thi triển thủy hỏa chi quang mới có thể ngăn cản. Nam tử áo trắng lúc trước cũng sử dụng năng lượng giống La Phong, nhưng trên thực tế, uy năng phát ra lại cao hơn. Vì La Phong sử dụng huyết ảnh đao thi triển niết bàn tân sinh, nên mới có thể ngăn cản nam tử áo trắng lúc nãy thi triển 360 đao. Hiển nhiên, kỳ thật tầng thứ năm chính là khảo hạch về bí pháp chiến đấu, về phần thần lực, huyết ảnh đao, những ưu thế khác tất cả đều vô dụng. Hắn đã nhìn ra ảo diệu. Biết chỗ tốt của tầng thứ năm rồi, ha ha, xem tên quân sĩ Ngân Hà, luôn giao chiến, nhưng căn bản không bộc phát toàn lực đánh bại đối thủ, hiển nhiên là muốn xem xét nhiều hơn đao pháp của đối thủ. Tứ đại thống lĩnh đều cười cảm thán. Các thế hệ quân sĩ xông tới tầng thứ 5 đều rất nhanh đã phát hiện ảo diệu. Sau đó ai nấy đều kinh hỉ hấp thu lĩnh ngộ. La Phong đích xác cũng đang hấp thu lĩnh ngộ. 360 đao trước khi đối với hắn rất có ích, vì tìm được truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, vốn đã hiểu được tầm quan trọng của 10 đại cơ sở quy luật, La Phong cũng đã hiểu được 10 đại cơ sở quy luật này rồi, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ tới trình độ như thế. Biết quy luật, cũng như biết một vài nguyên tố. Còn thông qua một vài nguyên tố tổ hợp tới trình độ như thế nào thì lại phải xem kỹ năng ở vũ trụ hài bằng vào quy luật dung hợp hoặc bằng vào quy luật thời gian không gian mà có thể sáng chế ra bí pháp cấp 5 đỉnh cấp cũng đã được gọi là bí pháp tối cường rồi nhưng nhưng trên thực tế cũng chỉ là một nút thắt khổng lồ nút thắt rất khó đột phá như la phong không phải là cũng căn cứ vào quy luật kim không sáng chế ra niết bản tân sinh cấp 6 đỉnh cao sao không phải là cũng căn cứ vào quy luật thủy quy luật hỏa quy luật kim sáng chế ra thủy hỏa chi quang cấp 7 sao cực hạn, hoàn mỹ, kỳ thật chỉ là những nút thắt khổng lồ mà thôi. Như cấp độ gen sinh mạng 10.081 lần được xem là hoàn mỹ, nhưng La Phong bây giờ cũng đã đạt tới 6 vạn lần rồi. Xúc động, đặc biệt là dựa vào không gian tu luyện với vạn lần thời gian gia tốc, làm La Phong suy nghĩ ra rất nhiều. Trong lúc giao thủ với nam tử áo trắng, đào pháp của La Phong cũng dần dần tiến bộ. Đào thứ 399 Nam tử áo trắng trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, cơn lốc xoáy có những luồng lưỡi dao kim sắc lưỡi dao kim sắc nối nhau giống như phiến quạt tầng tầng lớp lớp la phong bị vô tận lốc xoáy lưỡi dao bao phủ lại gầm khẽ một tiếng huyết ảnh đao trong tay trong nháy mắt chém ra choang, choang 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 giữa lốc xoáy lưỡi dao kim sắc vô tận tầng tầng lớp lớp huyết ảnh đao được huy động trong nháy mắt nổ tung ra đao quang vô cùng cuồng bạo va vào nhau làm tất cả chung quanh bị xé rách tất cả các năng lượng thời gian không gian đều bị xé rách cũng làm cho tầng tầng lớp lớp lưỡi sao vô tận bị xé rách tất cả đều tiêu tán nam tử áo trắng bị đánh văng đi lập tức lùi lại ba bước khiếp sợ nhìn về phía la phong la phong cầm huyết ảnh đao lòng tràn đầy kích động thành công rồi rốt cục rốt cục sáng chế ra đao pháp cấp 7 đỉnh niết bàn tân sinh là đao pháp cấp 6 đỉnh cao thủy hỏa chi quang là đao pháp cấp 7. sau khi sáng chế thủy hỏa chi quang muốn đột phá nữa cũng vô cùng khó khăn lần trước ở cửu yên trạch La Phong ngay dưới mắt trên vạn chân thần đã đánh chết dị thú chân thần, lần đó hắn phải liều mạng, đem hết toàn lực thật sự. Kỳ thật qua trận chiến ấy, đao pháp của La Phong đã tăng lên, có một loại cảm giác muốn đột phá. Nhưng dù sao tích lũy còn chưa đủ. Lần này, 360 đao làm La Phong hiểu rõ về quy luật cơ sở. Nhất thời nước chảy thành sông, dùng thủy, hỏa, kim, không, tứ đại quy luật kết hợp, tự nhiên sáng chế ra một đao pháp vô cùng bá đạo như vậy, một đao nổ tung như xét đánh, hủy diệt tất cả. Đao này là sáng chế bên trong ô khải lâu. Lần này, ta cũng nhất định phải tiến vào tầng thứ 9, đăng đỉnh ô khải lâu. Tất cả ngăn cản ở trước mặt ta đều bị nghiền bấy, không ai cản nổi ta. Chiều này đặt tên là cửu thiên tri lộ đi, La Phong thầm nói. Ba thức đao pháp của La Phong, Niết bàn tân sinh, thủy hòa chi quang, cửu thiên tri hậu, cũng nhất định sẽ được khắc trong huyết ảnh đao. Đương nhiên nơi đây là ô khải lâu, La Phong cũng không vội khắc vào đạo pháp cảnh giới của ta cũng đạt tới cấp 7 đỉnh, trong các thế hệ đoạn Đông Hà, ít nhất xem như trung bình, Là Phong trong lòng vui mừng, các thế hệ đoạn Đông Hà, khi còn là vũ trụ chi chủ, cũng chỉ có hai người sáng chế ra bí pháp công kích cấp 8, những người khác phần lớn đều cấp độ cấp 7 đỉnh. Đào pháp đạt tới cảnh giới này, bí pháp tầng thứ ba thí ngô vũ dực cũng có thể tìm hiểu được rồi, tinh thần tháp cũng có thể tìm hiểu tầng cao hơn nữa. Cơ sở bản thân càng mạnh, thì trí bảo trí cường có thể thôi phát tầng cao hơn. Lúc trước La Phong đánh chết bái hành chi chủ, tuy tìm được cặp cánh cơ sở giản lược, nhưng La Phong căn bản không thể hiểu được bí pháp tầng thứ ba thí ngô vũ dực, quá khó. Còn bây giờ đao pháp mình đã đạt tới cấp 7 đỉnh, về mặt cảnh giới hoàn toàn khác nhau, theo đánh giá hẳn là có thể hiểu được rồi. Thí ngô vũ dực tầng đầu tiên là thời gian không gian hỗn loạn, tầng 2 là quốc độ kim sắc, chẳng biết. Tầng thứ ba sẽ là cái gì? La Phong rất chờ mong. Trong đại điện tầng thứ ba cung điện màu xám bạc, thống lĩnh hắc vụ thán phục nói đao pháp của hắn vừa đột phá đã tới trình độ trung cấp chân thần rồi đao pháp cấp 6 đỉnh cao chỉ có thể xem như chân thần sơ cấp cấp 7 đỉnh cũng xem như trung cấp cấp 8 đỉnh xem như chân thần cao cấp người sáng lập cựu phủ lúc trước tự nghĩ ra phủ pháp cũng tới cảnh giới này sau đó bằng vào trí bảo trí cường có thể thi triển ra công kích cấp 9 đỉnh cực cao đỉnh xem như chân thần cực hạn rồi đương nhiên bằng vào trí bảo trí cường cũng có thể phát huy ra uy lực tầng cao hơn như kiệt phạm tử cũng là như thế. Cấp 10 đình đã là siêu nhân vật trong các chân thần, bình thường dựa vào trí bảo trí cường mới có thể đạt tới, đương nhiên không tính một vài nhân vật nghịch thiên, tỷ như La Phong, có thể còn ở vũ trụ chi chủ đã sáng chế ra đao pháp cấp 7 đỉnh, đợi khi thành chân thần, tự nhiên cũng có thể đột phá cực hạn chân thần vị. Cũng như nguyên tổ, nguyên tổ khi chưa bị chấn áp đã sáng chế ra vũ trụ giả định, không dựa vào trí bảo trí cường, đã coi năng cấp 10 đỉnh đặc biệt là trong thời gian đằng đẳng bị bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chấn áp nguyên tổ lại có đột phá về mặt cảnh giới kỳ thật đã tới cấp độ hư không chân thần rồi chỉ là vẫn luôn bị chấn áp thần thể của hắn không thể đột phá cũng không có được thần lực cung ứng vũ trụ nhỏ của hắn cũng không thể diễn biến đến nay vẫn chỉ là khí lưu hỗn độn tràn ngập đến cả diễn biến cơ bản nhất cũng chưa hoàn thành pháp tắc chi chủ sáng chế ra đao pháp trình độ chân thần trung cấp không tưởng tượng nổi ta khi còn ở cấp độ pháp tác chi chủ cũng còn yếu hơn hắn một chút thống lĩnh lực lưỡng cảm khái. Tầng thứ năm này tuy khó thông qua, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được công kích là xong. Không ngờ quân sĩ Ngân Hà có thể đạt tới như thế. Thống lĩnh nữ tử giáp bạc bên cạnh nhẹ giọng cảm thán. Đây là sự thật. Vượt qua tầng thứ năm thật ra cũng là như thế. Chỉ cần bí pháp công kích đạt tới cấp 7, 360 đao trước của nam tử áo trắng vẻn vẹn chỉ là cấp 6 đỉnh cao. Phần sau, đao pháp quy luật dung hợp cũng vẻn vẹn chỉ cấp 7. Chỉ cần không bại. Đợi đến lúc cuối cùng, nam tử áo trắng sẽ tự chịu thua. Thứ 450 đao La Phong, nhưng tựa như mê muội hắn điên cuồng dùng đao pháp đáng sợ trong nháy mắt oanh kích vào người nam tử áo trắng, đánh cho nam tử áo trắng lún xuống mặt tuyết, làm mặt đất bị xé rách, lưu lại những luồng vết nứt thật dài. Giao Nam tử áo trắng đứng lên, cảm thán nói Thực lực của người rất lợi hại, ta chịu thua. Lập tức tiện tay ném đi, băng đao trong tay hóa thành băng tuyết, tung tóe bắn đi. Bản thân hắn thì bước một bước, bay ra xa, rồi một bước nữa, biến mất khỏi phạm vi tầm mắt La Phong. La Phong đứng sững sờ. Kết thúc như vậy à? La Phong kinh ngạc. Thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa, La Phong lo lắng không cam lòng. Vừa rồi sau khi sáng chế ra cửu thiên chi lộ, La Phong càng toàn lực ứng phó giao thủ với nam tử áo trắng, hết sức sáng tạo ra đao pháp mạnh hơn, nhiều lần đánh nam tử áo trắng, mỗi lần lại rút ra cảm ngộ từ nam tử áo trắng những gì thích hợp với mình là lập tức dung nhập vào đao pháp La phong muốn sáng chế đao pháp cấp 8. người nhận truyền thừa các thế hệ đoạn đông hà khi ở cấp độ vũ trụ chi chủ cũng vẻn vẹn chỉ có hai vị làm được la phong cũng muốn làm nhưng thật sự rất khó nam tử áo trắng rời đi la phong vẫn chưa thành công xem ra đao pháp cấp 8 không dễ sáng tạo như vậy la phong cảm thán hả la phong động tâm vừa rồi nam tử áo trắng tổng cộng thi triển 450 trăm đao trong đó dùng 10 đại cơ sở quy luật sáng chế ra 360 đao, còn quy luật xung hợp, tác tổng cộng có 90 đao, tất cả quy luật xung hợp đều hé mở, như vậy nam tử áo trắng căn bản đã mở ra hết rồi, sau đó mới lui thân. Hắn chịu thua, ta thành công rồi, La Phong đột nhiên nghĩ đến, nếu ta không phải tự nghĩ ra đao pháp, mà là sử dụng một vài bí pháp trên trí bảo trí cường, thì sẽ có kết quả gì? Dựa vào trí bảo trí cường, bí pháp thi triển ra bình thường sẽ cao hơn một tầng. La Phong sau đó cũng hiểu ra, âu khải lâu do thần vương bệ hạ lưu lại người sông vào đều phải dựa vào trí bảo trí cường hay nên dựa vào chính mình thi triển nếu lúc này còn không hiểu thì đúng là chuyện cười âm um, không trung bắn xuống một luồng sáng bao phủ lấy la phong Vèo la phong biến mất khỏi vùng đất băng tuyết âu khải lâu tầng thứ năm âu khải lâu tầng thứ sáu la phong vừa xuất hiện đã nhìn quanh bốn phía đây là một vùng thế giới gò đồi cũng rộng lớn khôn cùng chỉ cần sống sót xem như vượt qua tầng thứ sáu người có thể tiến vào tầng thứ bảy quân sĩ ngân hà đã rất gần đăng đỉnh ô khải lâu rồi thanh ngâm già nua vang vọng trên bầu trời la phong mỉm cười chỉ cần sống sót yêu cầu thấp thế xem ra tầng này sẽ rất khó khăn âm um, ở xa xa trong vùng thế giới gò đồi một khoảng khu vực rộng lớn đột nhiên lắc lư như có một vật khổng lồ gì đó muốn từ dưới đất lòi lên mặt đất bắt đầu gãy nứt nhô lên hàng loạt đất đá vỡ vụn bán ra bốn phía dần dần một cái bóng màu xanh sẫm từ dưới đất xuất hiện một con cự thú cực to từ dưới đất xuất hiện là phòng nhẹ giọng thầm nghĩ con vật khổng lồ màu xanh sẫm từ dưới đất ầm ầm lòi lên xuất hiện trên mặt đất nó xấu xí vô cùng hơi cùng loại với một con cóc màu xanh sẫm nhưng mỗi đốm da đều có một con mắt liếc mắt nhìn qua sợ ít nhất cũng có mấy trăm con mắt giống con dị thú ngẩng đầu gầm lên giận dữ ầm um, mỗi một con mắt trên người nó đều tóe ra một luồng kim quang đạo đạo kim quang bắn ra bốn phía nhưng cũng vẻn vẹn chỉ bắn ra trên một ước km là liền tiêu tán một ngàn con mắt la phong căn cứ vào kim quang trong nháy mắt phán định số lượng mắt của con dị thú này con dị thú ngàn mắt chu lên một tiếng rồi nhìn về phía la phong hơn phân nửa con mắt trên toàn thân nó đều nhìn về phía la phong đồng thời thanh âm như sấm vang vọng cả thiên địa đã lâu lắm rồi ta cuối cùng lại một lần nữa xuất thế quân sĩ ta sẽ từ từ đối phó với ngươi người chống cự càng lâu ta càng vui ở tầng thứ sáu ốc hải lâu rất khó mới chạm mặt một sinh mạng la phong nở nụ cười chống đỡ càng lâu à mình bây giờ thân thể đạt tới một ức km thân thể khổng lồ như thế mà mình lúc trước ở tầng thứ ba còn trắng trợn vơ vét đặc biệt là sau khi quân sĩ sinh mạng thực vật chết đi bị mình lấy được một đồng chí bảo dòng cơ giới chí bảo dòng cơ giới rất nhiều nếu phối hợp sử dụng tốt mình càng có thể phát huy chiến lực mạnh hơn sống sót phải làm cho ta gần chết nhưng việc này rất khó la phong thầm nói giống con dị thú ngàn mắt đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng rung trời sau đó mặt đất chung quanh đột nhiên trôi những khoảng lục địa mỗi một khoảng lục địa đều có đường kính trên một ước km liếc mắt nhìn lại cũng có hơn một ngàn sau đó những lục địa này nhanh chóng nén ngưng tụ biến thành rất nhiều thanh chiến đao màu đen mỗi một thanh chiến đao dài ước 30 vạn km một ngàn thanh chiến đao lơ lửng trong hư không còn dị thú ngàn mắt thì nhìn về phía la phong quân sĩ hy vọng ngươi sống lâu. Dao, giáo, dao, giáo giáo, 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 giáo. Một ngàn thanh chiến đao màu đen, tựa như quân trận, xít lên bay về phía La Phong. Hả? La Phong nhíu mày. Phiền phức rồi. Khó nhất chính là đối phó với loại đối thủ khống chế vô số binh khí niệm lực này. Nếu chỉ khống chế một chiếc thì thôi, khống chế ngàn chiếc. Phải biết là một cường giả khống chế binh khí niệm lực, muốn cho binh khí niệm lực bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, bình thường cần toàn lực mà khống chế, do đó bình thường chỉ khống chế có một chiếc. Nếu khống chế mười 10 chiếc, trăm chiếc, sẽ làm vi năng mỗi một chiếc đều yếu đi, còn không bằng chỉ khống chế một binh khí niệm lực. Chỉ có một vài tình huống đặc thù như la phong có mấy cái phân thân, tự nhiên có thể đồng thời chia ra vài ý thức, mỗi ý thức đều có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Tỉ như con dị thú ngàn mắt, trời sinh có thể chia làm một ngàn ý thức, mỗi ý thức đều có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Vèo, vèo, vèo đao ảnh như điện hơn một ngàn đao ảnh trong nháy mắt bao phủ trên bầu trời la phong sau đó lao thẳng xuống làm la phong không thể chạy trốn khi la phong ngăn cản đạo đao ảnh thứ nhất 999 thanh chiến đao khác đều vườn quanh bốn phương tám hướng làm la phong rơi vào giữa đao trận choang la phong thi triển ra thân pháp cầm huyết ảnh đao trong nháy mắt cả người đều tựa như một thanh đao ảnh khổng lồ tiếng choang lúc nãy là âm thanh va chạm giữa hai thanh chiến đao sau đó hắn mượn lực trong nháy mắt bay ngược lại nhưng chiến đao màu đen bị đẩy lui lại tiếp tục đuổi đến chung quanh những thanh chiến đao đen cũng bổ về phía la phong rõ là phiền phức la phong nghiến rằng binh khí niệm lực khác với cường giả chính là ở chỗ tốc độ di động của binh khí niệm lực nhanh hơn cường giả nhiều nhưng đối với ta thì căn bản không ăn thua la phong bắt đầu thi triển hết thân pháp đối với hắn loại vây công bằng lực lương như thế này căn bản không có ý nghĩa gì nếu tập thể công kích la phong có lẽ sẽ sợ hãi chạy trốn nhưng vẻn vẹn chỉ vây công mỗi lần có thể đồng thời công kích được vẻn vẹn chỉ có 8 thanh 10 thanh chiến đao la phong tự nhiên không sợ tầng thứ năm tầng thứ sáu tầng thứ bảy trong ba ba tầng này quân sĩ ngân hà nhất chắc cảm thấy tầng thứ sáu là dễ dàng nhất thống lĩnh hắc vụ nhìn quần sáng cảm khái nói thân pháp của quân sĩ ngân hà làm chúng ta chấn động nhất còn ở tầng thứ sáu chủ yếu lại khảo hạch thân pháp bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất lúc trước khá nhiều người đã vượt qua tầng thứ sáu thân pháp của quân sĩ ngân hà mạnh hơn họ tự nhiên dễ dàng thông qua hơn thống lĩnh nữ tử giáp bạc nhẹ giọng cười nói chỉ là ta suy nghĩ quân sĩ ngân hà có thể bước cho thiên nhãn thi triển tới mức nào thống lĩnh lực lượng bên cạnh cũng gật đầu quân sĩ ngân hà dễ dàng như vậy thiên nhãn nhất định sẽ cảm thấy thật mất mặt nhất định sẽ không ngừng tăng cường công kích cho đến lúc quân sĩ ngân hà bị áp chế hoàn toàn không hề có năng lực phản kháng nó mới có thể dừng tay ta cá là thiên nhãn phải thi triển thiên nhãn tâm quang mới có thể đánh bại quân sĩ ngân hà thống lĩnh dị thú tạ ác ngồi ngoài cùng bên phải nói la phong đích xác rất nhẹ nhàng lúc trước để tôi luyện thân pháp trong không gian giả định của truyền thừa không gian la phong đã dùng mọi biện pháp luận bàn với các siêu cường giả các thế hệ trong không gian giả định khống chế vô số binh khí tự nhiên cũng có binh khí niệm lực đến cả loại đối thủ như tổ sư đời thứ ba la phong cũng đã thử nghiệm luận bản rồi có gì mà chưa gặp thân pháp của hắn ứng phó với cận chiến ứng phó với binh khí niệm lực ứng phó với trói buộc cái nào cũng được có chiến pháp choang 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 chỉ thấy la phong bị một ngàn thanh chiến đao vây công nhưng hoàn toàn biến thành một luồng đao ảnh mơ hồ đao ảnh liên tiếp va chạm với những chiến đao khác từng đợt âm thanh leng keng cơ hồ đều là huyết ảnh đao va chạm với các chiến đao chung quanh thỉnh thoảng thần thể la phong lại va chạm bất luận như thế nào phải hết sức làm mình ở cục diện ưu thế nhất tiếp tục như vậy cho dù một kỳ nguyên ngươi cũng không làm gì được ta la phong đưa mắt nhìn con dị thú ngàn mắt xa xa con dị thú ngàn mắt kiệt lực khống chế nó thấy cục diện như vậy sao chẳng biết đối phương đang rất nhẹ nhàng nó cũng rất thán phục sau khi tới đây la phong là quân sĩ có thân pháp gặp mạnh nhất mà nó gặp mà bây giờ tựa hồ chưa từng bước quân sĩ này tới cực hạn. Quân sĩ nho nhỏ, còn dị thú ngàn mắt gầm lên. Nhất thời phương thức hơn một ngàn thanh chiến đao vây công La Phong hoàn toàn thay đổi. Lúc trước rất nhiều thanh chiến đao vây công chỉ có thể xem như phối hợp đơn giản. Còn lúc này, một khi hành động, đó là mười thanh chiến đao cùng nhau hành động. Nhất thời hơn một ngàn thanh chiến đao chia làm trăm tổ, mỗi một tổ mười thanh chiến đao có phối hợp xảo diệu với nhau, làm y năng liên hợp nhất thời tăng vọt gấp mười trong nháy mắt nó đã làm cho la phong lúc trước dễ dàng vô cùng bây giờ trở nên chật vật rốt cuộc là dị thú gì nhất tâm thiên dụng đao pháp của mỗi một đao lại cường đại như vậy la phong cũng càng điên cuồng hơn kiên lực chống cự không chỉ riêng là tránh né đồng thời cũng tiến công la phong toàn lực bộc phát thân pháp sẽ là như thế lúc thì né tránh lúc thì công kích công kích và né tránh mượn lực cần phối hợp hoàn mỹ lúc này mới là thân pháp mạnh nhất nhất thời như long trời lở đất ầm ầm đao pháp cửu thiên chi lộ thường xuyên được thi triển ra một đao thi triển ra lại làm cho chiến đao chung quanh bị ném văng đi nhất thời thế trận ngàn đao cũng càng thêm hỗn loạn ầm ầm la phong lướt qua như bị hủy diệt một khoảng hơn nữa hắn còn né tránh mượn lực hoàn toàn chiếm thượng phong ta lầm thống lĩnh dị thú tà ác nhìn quầng sáng thán phục nói mặc dù thiên nhãn thi triển thiên nhãn tâm quang cũng không đánh bại được quân sĩ ngân hà hắn lúc trước chiến đấu vẹn vẹn chỉ là né tránh, không ngờ hắn có thể dung nhập đao pháp và thân pháp, làm thân pháp đạt tới cảnh giới như vậy. Công kích mới là phòng thủ tốt nhất. Một lần công kích cường đại, có thể làm việc né tránh dễ dàng hơn hàng chục, hàng trăm lần. Nhưng một lần công kích sai lầm, ngược lại sẽ là một cơn ác mộng. Do đó muốn dung hợp công kích với thân pháp là vô cùng khó khăn. Nó cầu hàng loạt tinh anh, cần có thiên phú cực cao mới có thể luyện ra một bộ thân pháp. Đến cả La Phong trong 800 vạn kỳ nguyên sáng chế ra nhất đẳng thân Pháp cũng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh tự hào. Xét theo thành tựu của người nhận truyền thừa các thế hệ đoạn Đông Hà, La Phong có cảm giác lực lĩnh ngộ của mình đích xác cực cao. Thì triển thiên nhãn tâm quang. Thiên nhãn nóng nảy rồi. Tứ đại thống lĩnh nói với nhau. Quả thật, mặc dù thi triển thiên nhãn tâm quang, thiên nhãn cũng vẻn vẹn chỉ hơi chiếm thượng phong mà thôi, căn bản không có cách nào đánh bại quân sĩ Ngân Hà. Thống lĩnh lực lưỡng nói thân pháp quân sĩ Ngân Hà, khi còn là cấp độ pháp tác chi chủ, đã tuyệt đối là vô địch hoàn mỹ rồi. Vùng thế giới gò đồi tầng thứ sáu ô khải lâu. Quân sĩ, người đích xác lợi hại, ta cũng không thể đánh bại người. Người thật ra là ta quân sĩ mạnh nhất mà ta gặp, có lẽ, người có thể đang đỉnh ô khải lâu rồi. Con dị thú ngàn mắt màu xanh sẫm khoan xuống, ầm ầm chui thẳng vào mặt đất, biến mất khỏi tầm nhìn La Phong. Hơn một ngàn thanh chiến đao chung quanh La Phong đều nháy mắt, hóa thành vô số lưu quang, bay tung ra chung quanh, ầm ầm hạ xuống, hóa thành những gò núi. La Phong lại thở phào một hơi. Thật điên cuồng. Ngàn thanh chiến đao, nhất tâm. La Phong thì thảo nói. Năng lượng bộc phát của hắn thủy chung cũng chỉ tương đương ta, nhưng cuối cùng có thể bộc phát tới tầng như vậy. La Phong cũng hiểu. Không phải mình kém, mà là đối phương rất mạnh. Đối phương chỉ duy trì năng lượng bình thường mà thôi. Thân phận chân chính của đối phương có lẽ chính là một hư không chân thần ngay lúc này trên không trung trượt chiếu xuống một luồng sáng bao phủ la phong trong nháy mắt la phong đã biến mất khỏi tầng thứ sáu ô khải lâu ô khải lâu tầng thứ bảy lại là một thế giới hàn băng gần la phong là một núi băng gần như trong suốt tầng thứ bảy la phong trong lòng đầy chờ mong ô khải lâu tổng cộng 9 tầng trong đó 8 tầng đầu mới có cản trở chỉ cần ra khỏi tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9, đã là đăng đỉnh ô khải lâu xem như thành công rồi càng suy tư la phong lại càng có cảm giác tầng thứ 9 ô khải lâu tuyệt đối có đại bí mật trong đó chỉ còn lại hai cửa ải khó cuối cùng cửa ải khó tầng thứ bảy và cửa ải khó tầng thứ 8 là cái cuối cùng la phong cẩn thận nhìn lướt chung quanh vô cùng cẩn thận tìm tòi tất cả mặc dù thực lực mạnh đến đâu cũng không được lơ là chút nào càng là tiếp cận thắng lợi lại càng phải cẩn thận giáo hàn khí tràn ngập trên bầu trời tạo nên những tia sóng không gian lập tức bắt đầu hiện lên một độc nhãn khổng lồ thần nhãn la phong giật mình lúc trước nguy hiểm sinh tử cuối cùng ở tầng bao khải lâu đã gặp phải thần nhãn thần nhãn chiếu xuống công kích ý chí cường đại tầng thứ bảy này sao cũng là thần nhãn chẳng lẽ cũng là công kích ý chí la phong thầm nghi hoặc nhưng tầng thứ ba đã là công kích ý chí rồi mà chắc không giống như vậy oanh thần nhãn phóng ra kim quang mênh mông bao phủ xuống phía dưới cũng bao phủ cả người la phong quân sĩ ngân hà thanh âm giả nô vang vọng trong óc la phong thông qua khảo nghiệm thần nhãn ngươi sẽ được tiến vào ô khải lâu tầng thứ 8 tầng thứ 8 sẽ là cản trở cuối cùng để ngươi đang đỉnh ô khải lâu. thanh âm già nua biến mất. ầm, kim quang mênh mông giữa trời cao nhất thời toé ra công kích ý chí cường đại, làm la phong hơi biến sắc. cũng là công kích ý chí, nhưng cường độ công kích ý chí này đã đạt tới cường độ công kích ý chí lúc chấm dứt tầng bao khải lâu. ý chí, la phong ngẩng đầu nhìn thần nhãn, vẫn không nhúc nhích, trực tiếp ngạnh kháng. công kích ý chí, vô hình vô tướng cũng không tránh né được, chỉ có thể ngạnh kháng. Dùng ý chí đối kháng ý chí. Sao tầng thứ bảy vẫn chỉ là công kích ý chí? La Phong trong óc lóe lên rất nhiều nghi hoặc, rồi lập tức gạt bỏ nghi, hoặc ra một bên, toàn lực đối kháng với công kích ý chí. Trước quần sáng, bốn thống lĩnh đều nhìn cảnh này. Ý chí quân sĩ Ngân Hà hẳn là đặc biệt cường đại, vượt qua tầng thứ bảy cũng hẳn không khó lắm. thành âm thống lĩnh lực lưỡng rất hùng hồn. Chỉ là không biết, hắn có thể học được bao nhiêu bí thuật thần nhãn bí thuật thần nhãn chính là bí thuật do thần vương bệ hạ sáng tạo hắc vụ thống lĩnh nói là một thủ đoạn công kích đặc thù tại tấn chi thế giới ta chỉ có đạt được gia phong hoặc có công hiến đặc thù hoặc có tiềm lực mới có thể được ban cho nhưng cũng chỉ là được ban cho một bộ phận bí thuật thần nhãn ừm ô khải lâu từng có 6 quân sĩ xông lên tới tầng thứ bảy trong đó năm tên thất bại một quân sĩ thành công có thể tiến vào tầng thứ 8 sáu người này người yếu nhất thì đến cả bí thuật thần nhãn quyền thứ nhất cũng chưa từng học xong, còn cao nhất vẻn vẹn chỉ học được ba quyền. Chẳng biết quân sĩ Ngân Hà có thể học được mấy quyền. La Phong lúc này vẫn không biết, mà là toàn tâm chống cự công kích ý chí. La Phong chốc chốc nhìn lên thần nhãn trên không trung, chốc chốc lại nhìn về phía những hòn núi băng gần như trong suốt chung quanh. Cứ như vậy chống cự công kích ý chí à? La Phong thầm nói, cũng không biết cực hạn mạnh nhất của thần nhãn là cái gì. Ý chí mình tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn nếu công kích thần nhãn vượt qua sức mình chịu được, mình rất có khả năng rơi vào cảnh hôn mê, bị truyền tống ra ngoài. Tuy như thế, nhưng cũng là cơ hội ta tôi luyện ý chí. Ô Khải Lâu tổng cộng 9 tầng, 8 tầng cửa ải khó, ta không tin tầng thứ bảy có thể ngăn cản ta, La Phong một mạch chống cự. Kim quang mênh mông, bao phủ phía dưới, làm La Phong tựa như phủ thêm một tầng kim sa. Công kích ý chí càng thêm cường đại, chẳng mấy chốc đã đạt tới cấp độ chân thần cực hạn, nhưng tầng này đối với La Phong thì chết có uy hiếp nào hả đôi mắt la phong đột nhiên chú ý tới một núi băng xa xa đó là la phong vội quay đầu nhìn lại bên trong một núi băng gần như trong suốt xa xa bắt đầu hiện ra rất nhiều văn tự cổ xưa đều là văn tự văn minh viễn cổ văn tự dày đặc gần như tràn ngập cả một hang núi của núi băng phần đầu văn tự này có hàm ý bí thuật thần nhãn quyển thứ nhất sau đó là nội dung chi tiết bí thuật thần nhãn la phong nhìn thấy hàng đầu nhất thời mừng rỡ ha ha quả thật từ tầng thứ tư trở đi là bắt đầu được thưởng tuy nói cũng là cửa ải khó nhưng cũng có thưởng tầng thứ bảy lại thưởng bí thuật la phong hơi kinh hỉ bí thuật khác với bí pháp bí pháp cấp độ vũ trụ tôn giả đối với vũ trụ chi chủ thì không có ý nghĩa gì thực lực càng mạnh phải sáng tạo ra bí pháp thích hợp cho mình còn bí pháp quy luật tầng dưới thì không còn ý nghĩa nữa nhưng bí thuật lại khác như đoạn diệt đông hoa bất tử hà đều thuộc loại bí thuật Bí thuật đối với thực lực người yếu cũng hữu dụng, mà mặc dù là siêu cường giả cũng hữu dụng, một bí thuật cường đại, hoàn toàn có thể làm cho thực lực tăng vọt, như bất tử hà cũng chính là có thêm một cơ hội sống lại. Ở Văn Minh Viễn Cổ cũng là một bí thuật cực chân quý có giá trị vô cùng vô tận. La Phong tìm được chọn vẹn đoạn diệt, nhưng vì ý chí bản nguyên nguyên thủy ảnh hưởng, nên mới vẹn vẹn chỉ có thể thấy ba quyền đầu. Nhưng tương lai một khi đạt tới hư không chân thần, tự nhiên có thể thấy nội dung phía sau đoạn diệt, khi còn là vũ trụ chi chủ chân thần đoạn diệt cũng có rất nhiều bí thuật thiêu đốt thần lực phần sau tự nhiên tiên tiến hơn nữa từng bước tăng lên nhưng càng về sau càng chân quý như tại tấn tri thế giới bí thuật thiêu đốt thần lực cũng chỉ được truyền lưu mấy phần đầu mà thôi có thể tìm được một bí thuật là phong kinh hỉ vạn phần chẳng biết là bí thuật gì chẳng biết đoạn đông hà nhất mạch ta có nó hay không đoạn đông hà nhất mạch dù sao chỉ là một mạch mỗi đời vẹn vẹn chỉ có một người nhận truyền thừa còn thần vương bệ hạ chính là kiến tạo một siêu thế lực thần vương bệ hạ có đoạn đông hà nhất mạch chưa chắc đã có hả la phong vội nhìn lại công kích ý chí công kích ý chí lúc này mới ở mức chân thần cực hạn căn bản không ảnh hưởng đến la phong bí thuật thần nhãn chính là bí mật thuật vận dụng ý chí la phong xem qua rồi vô cùng mừng rỡ đại thu hoạch đại kỳ ngộ mình có truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch cũng hiểu rõ về văn minh viễn cổ tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của bí thuật thần nhãn bí thuật thần nhãn chính là bí thuật vận dụng ý chí. Có lẽ, tổ sư đời thứ ba đoạn Đông Hà Nhất Mạch cũng có thể sáng tạo ra ba bốn quyền, nhưng tổ sư đời thứ ba nếu về phương diện này không am hiểu lắm, thì bí thuật sáng tạo ra cũng không đạt đến tầng cao nhất. Vậy đối với một thế lực lớn, Nhất Mạch truyền thừa mà nói, vẹn vẹn chỉ có ba bốn quyền đầu, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có bí thuật đạt tới đỉnh phong, có thể ngạo thị văn minh viễn cổ, mới đáng để kiêu hãnh. Như đoạn diệt, đông hoa bất tử hà, đều là những bí thuật như vậy. Ý chí Cường giả có ý chí, ý chí có mạnh có yếu. Người yếu sau khi chết, tất cả tiêu tán. Còn cường giả mặc dù chết đi, ý chí vẫn không tiêu tan. Mặc dù là một giọt máu, một mảnh lân giáp trên thân thể đều ẩn chứa ý chí cường đại. Cường giả còn sống, khi giao chiến với nhau, ý chí đối kháng. Ý chí cường, giả có thể làm đối phương tâm thần không ổn định, còn chưa động thủ đã có ý đầu hàng. Nếu ý chí chênh lệch rất lớn, thì tự nhiên có thể công kích ý chí có thể làm đối phương rơi vào hôn mê không hề có sức phản kháng la phong nhìn nội dung lời nói đầu quyển thứ nhất bí thuật thần nhãn không khỏi gật đầu kỳ thật đối với cường giả mà nói lấy sinh mạng loại huyết nhục làm ví dụ có linh hồn ý thức ý chí linh hồn bị diệt tự nhiên chết không thể chết lại còn ý thức là lấy linh hồn làm căn cơ linh hồn càng cường đại bình thường ý thức cũng cường đại linh hồn càng yếu ý thức cũng càng yếu khi hai cường giả giao thủ tỉ như chân thần vào vũ trụ tôn giả ý thức chênh lệch quá lớn vẻn vẹn chỉ thức quy áp cũng có thể làm đối phương linh hồn tan nát chết tại chỗ còn ý chí thì khác nhau ý chí rất xa rời mặc dù linh hồn rất yếu ý thức cũng yếu chỉ cần tâm tính mạnh nội tâm cường đại cũng có ý chí rất mạnh ý chí siêu cường khi thực lực còn yếu công dụng ý chí cũng không lớn bình thường chỉ là dùng để chống cự huyễn cảnh dùng để giữ vững bản tâm một khi tử vong ý chí tự nhiên cũng tiêu tán không có công dụng công kích nhiều lắm. Nhưng, tới chân thần, hư không chân thần thậm chí cao hơn nữa, ý chí càng cần hơn nữa. Siêu cường giả chết đi, ý chí có thể không tiêu tan. Như là phong tìm được một giọt thần huyết cũng là như thế, mặc dù là một vài siêu cường giả văn minh viễn cổ, bình thường cũng vẻn vẹn chỉ dùng ý chí tự nhiên đối kháng, áp chế đối thủ, chẳng hề biết vận dụng ý chí tốt hơn. Ý chí, quá trừu tượng, rất hư vô. Làm sao vận dụng? chỉ có một vài siêu tồn tại mới có thể nhận thức sáng tạo ra khác với bí thuật thiêu đốt thần lực bí thuật thiêu đốt thần lực tầng đầu tiên cơ bản nhất một vài hư không chân thần cường đại cũng có thể ngộ ra rồi còn bí thuật ý chí mặc dù là vĩnh hằng chân thần cũng ngộ không ra chỉ có sau khi nắm giữ quy luật hỗn độn mới có thể dần dần cảm ngộ còn bí thuật thần nhãn là loại bí thuật cường đại nhất do thần vương bệ hạ sáng chế ý chí phải đạt tới cấp độ hư không chân thần mới có thể bắt đầu tu luyện bí thuật thần nhãn hả Sao ta cảm giác rất giống tu tâm? La Phong vừa nhìn vừa suy tư về quyển thứ nhất bí thuật thần nhãn, quyển thứ nhất ngoại trừ một bộ phận nội dung tu luyện bí thuật, còn có và chỉ dẫn làm sao gia tăng ý chí, dựa theo nội dung của nó, muốn đề cao ý chí, phải trọng thị nội tâm, không ngừng phân tích nội tâm của mình, biết mình, biết nội tâm của mình, liên tục xem lại mình. Giữa trời cao thần nhãn, trải rộng kim quang mênh mông, công kích ý chí ẩn chứa không ngừng tăng cường, đã vượt qua chân thần cực hạn, tiếp tục tăng lên chân thần cực hạn tới hư không chân thần là một bước nhảy vọt do đó la phong vẫn có thể dễ dàng ngăn cản hàng núi trên hò núi băng vẫn không ngừng hiện lên những đoạn văn tự vẫn chỉ là nội dung bí thuật thần nhãn quyển thứ nhất hiển nhiên quyển thứ nhất rất dài rốt cục tất cả dừng lại cả quyển thứ nhất bí thuật thần nhãn đều đã hiện ra chỉ cần quyền thứ nhất cũng mất thời gian dài như vậy mới hoàn toàn hiện lên, nếu là ý chí không đột phá chân thần cực hạn, e rằng đến cả quyền thứ nhất cũng không thể xem được đầy đủ. La Phong hơi cảm thán. Sau khi quyển thứ nhất hoàn toàn hiện ra, ủa, La Phong đột nhiên thấy xa có một hang núi trên núi băng khác cũng hiện lên văn tự, bí thuật thần nhãn quyển thứ hai. La Phong nhất thời mừng rỡ, vội đọc và ghi nhớ. Một bộ bí thuật đầy đủ, tự nhiên là phân ra rất nhiều quyển. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người